Trần Chu Đình Nghiêm. Xin một tràng pháo tay cổ vũ thật lớn để chúc mừng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã giành được giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 3. Và tiếp theo xin được mời cầu thủ Rimario Alando Gordan, câu lạc bộ Hải Phòng lên nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3. Xin được kính mời ông Nguyễn Hồng Sơn, phó trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia lên trao giải thưởng. Xin được chúc mừng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3, Rimario. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Sơn, phó trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia sẽ trao giải thưởng cho câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 3 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Xin được trân trọng kính mời ông Văn Trần Hoàn, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng lên nhận giải thưởng câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 3. Động viên các cầu thủ Hải Phòng đạt thành tích, đạt được huy chương vàng tại SEA Games 31 năm 2022, câu lạc bộ Hải Phòng quyết định trao giải thưởng cho hai vận động viên là Dương Quang Nho và Nguyễn Văn Toàn. Mỗi cầu thủ nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Và sau đây xin được trân trọng kính mời ông Văn Trần Hoàng, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng lên trao giải thưởng cho hai cầu thủ của câu lạc bộ đã giành được huy chương vàng tại SEA Games 31. Xin mời cầu thủ Dương Quang Nho và Nguyễn Văn Toàn. Phần thưởng của câu lạc bộ Hải Phòng dành cho hai cầu thủ đã giành được huy chương vàng tại SEA Games 31. Mỗi cầu thủ nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Xin được chúc mừng hai cầu thủ. Ông Văn Trần Hoàng, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng xin được chúc mừng thành tích của hai cầu thủ. Sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị quan khách, lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ hai đội và toàn thể khán giả đứng lên làm lễ chào cờ. Yeah.